Trong 600 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô chúng ta có rất là nhiều mẹo, và một trong những mẹo đó anh chị mình sẽ thấy có mẹo đó là đáp án không được. Anh chị thấy bất kỳ đáp án nào có từ không được chúng ta sẽ chọn luôn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào mẹo không được. Em sẽ bắt đầu vào từ câu 21. Câu 21 đó là ngay sau khi uống rượu bia chúng ta có được phép điều khiển xe ô tô hay không? Thì anh chị mình sẽ chọn đó là không được. Ví dụ anh chị mình làm nhanh, anh chị cứ thấy đáp án không được chúng ta chọn luôn. Đó là việc lái xe ô tô, mô tô, máy kéo ngay sau khi uống rượu bia có được phép hay không? Thì chắc chắn là không được rồi. Tiếp theo câu 25 cũng như vậy luôn. Đó là hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông có được phép không? Không đủ điều kiện giống như chúng ta chưa có giấy phép lái xe, chúng ta chưa đủ tuổi thì chắc chắn là không được rồi. Hoặc anh chị thấy đáp án nhanh, không được, chúng ta có thể chọn luôn. Câu 33 cũng y chang luôn. Đó là hành vi lắp đặt còi đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất thì chắc chắn là chúng ta cũng không được phép rồi. Mình sẽ chọn luôn ý số 2. Câu 37, ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường trên cầu, đầu cầu, đường cao tốc có được quay đầu xe không? Ở đây anh này quay đầu xe ở trên đường cao tốc là không được rồi. Anh chị mình thấy đáp án số 2 không được là đáp án nhanh, mình có thể chọn luôn. Hoặc sang câu tiếp theo đây là câu 39. Anh chị thấy em không cần đọc câu hỏi luôn, em thấy đáp án không được, em cũng sẽ chọn luôn là đáp án đúng. Đó là bạn đang lấy xe, phía trước một xe cứu thương đang phát tín hiệu ưu tiên, bạn có được phép vượt không? Thì chắc chắn là chúng ta không vượt rồi. Anh chị nhớ là ra đường mà thấy có xe cứu thương, anh chị mình nên nhường đường, chứ chúng ta đừng cố gắng vượt họ. Rồi, câu 43 cũng như vậy, anh chị thấy đáp án số 2 không được, chúng ta cũng chọn luôn. Đó là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường phố có được dừng đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm điện thoại hay chỗ mà dành cho xe chữa cháy lấy nước hay không? Anh chị thấy đây là chỗ dành cho xe chữa cháy lấy nước, chúng ta không được phép dừng đỗ xe. Lỡ như ở gần đó có xảy ra hỏa hoạn chẳng hạn mà chúng ta đỗ xe ở đây thì sẽ gây cản trở cho việc cảnh sát, công an cứu hỏa họ lấy nước, đúng không ạ? Chúng ta sẽ là không được. Câu 44, khi mà xe này nó đã kéo thêm một cái công phía sau như thế này rồi thì nó sẽ không được phép kéo thêm một chiếc ô tô phía sau hoặc kể cả một chiếc xe thô sơ cũng không được anh chị nhá. Cho nên ở đây chúng ta cũng chọn luôn đáp án nhanh của mình, đó là không được phép. Đó là khi xe đã kéo một xe hoặc xe đã kéo một rơ móc, bạn có được phép kéo thêm xe kể cả xe thô sơ hoặc xe rơ móc thứ hai không? Thì chắc chắn là không được phép. Câu 45 cũng như vậy luôn. Người điều khiển xe mô tô hai ba bánh, xe gắn máy có được phép sử dụng để kéo đẩy các phương tiện khác không? Ở đây chúng ta mà kéo đẩy như thế này là không được rồi. Còn đáp án nhanh anh chị mình vẫn chọn đáp án có từ không được là đáp án đúng. Mình sẽ chọn luôn ý số 4. Tiếp theo đến câu 46 cũng như vậy luôn. Anh chị thấy hai cái bạn trẻ này đi buông cả hai tay ra. Đó là khi điều khiển xe mô tô hai ba bánh, xe gắn máy những hành vi buông cả hai tay sử dụng xe kéo đẩy xe khác có được không? Thì chúng ta vẫn chọn là không được phép. Đáp án nhanh mình cũng chọn là không được. Hoặc kể cả anh chị đọc hiểu mình cũng chọn là không được. Ở câu 48 luôn. Người ngồi trên xe mô tô hai ba bánh, xe gắn máy khi tham gia thông có được mang vác vật cồng kềnh không? Anh chị thấy chưa? Anh này anh chở vật cồng kềnh như thế này nó rất là nguy hiểm luôn. Cho nên chúng ta sẽ là không được. Hoặc đáp án nhanh của chúng ta không được mang vác sẽ là đáp án đúng. Câu 49 là người ngồi trên xe mô tô hai ba bánh, xe gắn máy khi tham gia thông có được bám kéo hoặc đẩy các phương tiện khác không? Ở đây cái việc bám kéo như thế này anh chị thấy nguy hiểm chưa? Cực kỳ nguy hiểm. Cho nên chúng ta sẽ là không được phép. Hoặc đáp án nhanh anh chị vẫn nhớ đó chính là đáp án không được phép là đáp án đúng anh chị nhá. Rồi câu 50 cũng như vậy luôn. Cái chị này rất là xinh đẹp đúng không ạ? Đi xe nhưng lại sử dụng ô, một chiếc ô em nghĩ cũng rất là xinh xắn dễ thương luôn. Thì sẽ là không được, nguy hiểm lắm. Cho nên người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được sử dụng ô khi trời mưa không? Cho dù mưa hay nắng hay không mưa không nắng chúng ta cũng sẽ là không được anh chị nhá. Thì đáp án nhanh của mình đó là không được phép sử dụng. Câu hỏi 51 luôn là khi đang lên dốc người ngồi trên xe mô tô có được kéo theo người điều khiển xe đạp không? Lên dốc mà kéo theo thì nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta sẽ là không được. Và anh chị luôn nhớ đáp án nhanh của chúng ta là không được, chúng ta chọn luôn. Và rất là nhiều anh chị mình khi đi thi chúng ta không cần đọc câu hỏi, chúng ta cứ nhìn câu trả lời luôn. Ở đây anh chị mình thấy không được phép, chúng ta chọn luôn. Đó là việc mà sử dụng xe mô tô để kéo đẩy xe mô tô khác.
bị hết xăng đến trạm mua xăng có được phép không? Thì chắc chắn là không được rồi anh chị nhá. Rồi, em sẽ sang câu tiếp theo đây. Anh chị mình cũng thấy đáp án số 1 là không được vận chuyển. Em chưa cần biết câu hỏi hỏi gì, em thấy không được, chúng ta chọn luôn. Như vậy chúng ta mới gọi là đáp án nhanh. Đó là hành vi vận chuyển đồ vật cồng kềnh bằng xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông có được không? Anh chị thấy vật cồng kềnh chúng ta vận chuyển như thế này thì nguy hiểm lắm, chúng ta sẽ không được phép. Câu 91 cũng như vậy luôn. Người lái xe phải làm gì khi quay đầu xe trên cầu, đường ngầm hay khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt? Ở đây trên cầu như thế này anh chị thấy quay đầu thì nguy hiểm quá trời luôn, đúng không ạ? Cho nên chúng ta sẽ là không được quay đầu. Đáp án nhanh của chúng ta lại là không được. Rồi câu 112 cũng như vậy luôn. Anh chị thấy số 2 của chúng ta chưa? Là không được phép. Thì em cũng sẽ chọn luôn. Đó là người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy có được đi xe dàn hàng ngang? Xe hàng ngang là không được rồi. Nguy hiểm quá chị nhá. Mình sẽ chọn là không được. Nhất là những cái bạn học sinh, sinh viên là chúng ta hay đi dàn hàng ngang như thế này. Thì các bạn lưu ý giùm em nhá. Rồi câu 114 là khi gặp một đoàn xe tang hay một đoàn người có tổ chức theo đội ngũ. Ở đây một đoàn người có tổ chức là một đoàn người đang diễu hành, một đoàn xe đang diễu hành, thì chúng ta sẽ không được cắt ngang qua. Nên chị thấy ý số 2 chúng ta đáp án không được lại là đáp án đúng không? Không được cắt ngang một đoàn người, đoàn xe. Đáp án nhanh của chúng ta. Rồi câu hỏi 145 đúng không ạ? Là anh chị thấy ý số 1 chúng ta không được phép, chúng ta chọn luôn được. Đó, trên đoạn đường bộ giao nhau đồng mức với đường sắt, người không có nhiệm vụ có được tự ý mở chắn ngang khi chắn đã đóng không? Khi chắn đã đóng này thì phải là cái người nhân viên gác chắn của đường sắt người ta mới được phép mở. Còn ở đây chúng ta sẽ không được tự ý mở anh chị nhá. Rồi câu 153, em chưa cần biết câu hỏi, em thấy cái chị này nhăn nhó là em biết không được rồi. Đó, ý số 3 của mình không được lùi xe, chúng ta sẽ chọn nhá. Đó là khi muốn lùi xe nhưng không quan sát được phía sau, cần phải làm gì để đảm bảo an toàn? Không quan sát được phía sau thì chúng ta không được lùi, đúng không ạ? Mình sẽ chọn đi số 3. Ở câu hỏi 160, anh chị thấy là hai xe này va chạm có sự đánh nhau, chắc chắn là không được rồi. Đó là không được dừng đỗ, em chưa cần biết như thế nào hết. Rồi khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, người điều khiển phương tiện có được dừng đỗ xe ở phần đường xe chạy không? Ở trên phần đường xe chạy chúng ta sẽ không được dừng đỗ. Nếu anh chị mình dừng đỗ, chúng ta phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy, đó là chúng ta dừng ở làn dừng khẩn cấp. Trong trường hợp chúng ta có một cái việc gì đấy khẩn cấp, chúng ta mới dừng đỗ khẩn cấp anh chị nhá. Thế mình sẽ chọn là không được là đáp án nhanh của chúng ta. Không được luôn. Rồi câu 164 là trên đường bộ, người lái xe có được phép dừng đỗ xe song song với một xe đang dừng đỗ hay không? Thì chắc chắn là chúng ta cũng không được rồi. Anh chị thấy là ở đây này, một chiếc xe đang dừng đỗ này, hỏi chúng ta đang dừng đỗ mà chúng ta dừng đỗ song song như thế này là không được anh chị nhá. Như vậy nó sẽ chiếm phần đường xe chạy của những chiếc xe khác, gây nguy hiểm, đúng không ạ? Cho nên chúng ta sẽ là không được dừng đỗ. Ở câu 229, em chưa cần nhìn câu hỏi, em chỉ cần nhìn đáp án số 1, không được, chúng ta chọn luôn. Đó là khi điều khiển tăng số, người lái xe cần làm gì để đảm bảo an toàn? Ở đây tăng số thì mình sẽ không nhìn xuống buồng lái. Anh chị đi học xe số sàn, anh chị mình vào số là chúng ta sẽ có một số cái nguyên lý để vào số, anh chị nắm được cái nguyên tắc đấy, anh chị mình sẽ vào số dễ dàng, chúng ta không cần nhìn xuống buồng lái. Còn nếu như chúng ta chưa nắm được, anh chị hãy xem một số video trên kênh YouTube của đội nhóm, là anh chị mình sẽ vào số dễ dàng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ không nhìn xuống buồng lái. Nhưng anh chị lưu ý giùm em, chúng ta vào số sàn chúng ta không nhìn xuống buồng lái, còn khi chúng ta vào số tự động chúng ta nên nhìn xuống để anh chị mình xem vào đúng hay không anh chị nhá. Đó. Rồi câu 230, anh chị cũng không cần đọc câu hỏi, anh chị thấy số 2 không được nhìn xuống buồng lái, chúng ta cũng chọn luôn là đáp án đúng. Đó là khi điều khiển xe giảm số, người lái xe cần chú ý điểm gì? Thì chúng ta giảm số, chúng ta cũng không nhìn xuống buồng lái. Rồi tiếp theo câu 270 là chủ phương tiện cơ giới đường bộ có được tự ý thay đổi màu sơn. Ví dụ như em đang sơn cái màu xanh như thế này, em bảo là màu xanh không hợp phong thủy, em lại chuyển sang màu đen, thì như vậy là không được, đúng không? Chúng ta sẽ là không được tự ý thay đổi. Mình sẽ chọn ý số 2. Mà anh chị muốn thay đổi, chúng ta phải xin cơ quan thẩm quyền cấp phép thì chúng ta mới được thay đổi. Rồi, vừa rồi là mẹo của chúng ta, đáp án nhanh không được là đáp án đúng. Anh chị mình nếu như còn thấy câu nào đáp án không được là đúng nữa, anh chị hãy để lại bình luận. Tôi nhóm xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị.